Hello, xin chào anh chị. Em lại về thêm một cây N8 mới. Đó, màu bạc. Anh nào bữa giờ kiếm màu bạc thì liên hệ em nha. Đó, bên trong thì nó có phụ kiện full đồ. Đó, sạc. Máy sạc cáp kết nối ngày xưa. Tai nghe nè. Nghe mới chưa xài luôn. Đơn giản mà cái máy zin mới nha anh chị. Đó, mặt trước miếng anti chưa lột, sau lưng quay cận cảnh nữa nè, nói chung là không một vết chày nha anh chị. Chui sạc ở đây, USB kết nối cài nhạc rồi đó, tăng giảm âm lượng, khóa màn hình, camera, mở sim, thẻ nhớ. Con này anh nào mua thì anh để ý nha, tại vì mấy con cái máy này nhiều khi em đâu ra em bán đó. Có nhiều anh đó về mà tháo ra gắn sim đó. Gắn giờ gắn sim nhỏ luôn mới ghê chứ, cái này sim lớn nha đó. Đó, mở ra nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình gắn cái này thấy không? Sim vô. Đâu sim đâu rồi. Nó có hình hết trơn này thấy không? Nè. Cái hình dấu sim nè, đó mình bỏ vô đúng thế đó thôi. Bỏ vô trước. Nhẹ nhàng thôi anh chị. Đó. Đó mới mở nguồn thử. Đó, rung phát lên luôn. Con này em chạy đến việc hết trơn này, anh chỉ việc bỏ sim mà xài thôi, còn pin không biết nữa. Đó, chỉ việc bỏ sim là xài. No, thoáng đi. Mới mở nó vô quảng cáo nó hơi lâu anh chị, nhưng mà một chút là vô ok thôi. Đó, lên sóng luôn thấy không, Mobifone. Đó, rất là đơn giản, bấm nút này vô menu thôi. Nokia nó vậy, nó vô nó chào hơi lâu rồi, bấm vô rồi vô nè. Đó, chức năng cũng đơn giản, danh bạ nghe nhạc rồi nhỉ không, camera cài đặt bị déo rồi đó. Tùy chọn chuông cũng rất lớn nha anh chị. Máy có thể tai nghe em đây, anh chị cứ về cài nhạc nghe nhạc chơi chơi cũng được, còn gọi bấm gọi thôi. Đó, dễ đó. Đó, bà bấm bà ở đây thôi, tại máy chưa sim mình chưa lưu bà đó. Mấy con này bây giờ chủ yếu là nghe gọi, nhưng mà mình sưu tầm nữa nha anh chị, chứ mấy cái wifi nó vô không có được nữa nha. Đó, em báo trước. Ví dụ anh mua về quên mấy vụ này, nó vô kiếm wifi vô mạng rồi Zalo, Facebook nó không có đâu. Nói chung hoài niệm thôi. Full chức năng thì nghe gọi thôi. Đó. Cà phê sữa đá. Rồi, nó sơ sơ rồi anh chị. Anh nào thích thì alo cho em nha. Cảm ơn anh chị, xin tiếp nha.